Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài văn tả về chó của em bé lớp 3. Mình muốn những bài văn hay này nó sống sẽ không trôi dạt theo thời gian. Bài văn tả con chó số 5. Gia đình tôi có hai chị em. Từ nhỏ tôi và chị rất yêu thích động vật. Đối với tôi, động vật chúng mang lại niềm vui rất lớn, và đặc biệt nhất chính là chú chó Lily. Một chú chó thông minh, đáng yêu mà tôi và chị đều vô cùng yêu quý. Chú chó tôi được chị tặng khi chị đi xa nhà. Kể từ đó đến bây giờ, Lily đã ở cạnh tôi 3 năm rồi. Ngày ấy, chị tôi đi học xa nhà, không còn thường xuyên chơi với tôi nữa, nên chị đã tặng Lily cho tôi. Một chú chó lông xoăn đáng yêu. Lily hồi trước nhỏ lắm, chỉ nằm vừa hai lòng bàn tay của tôi. Đặc biệt, chú mào nâu sẫm và trên mình lúng phúng bộ lông xoăn tít rất xinh xắn. Trước biết chị đi, tôi buồn lắm. Nhưng kể từ khi có Lily, nỗi buồn và nhớ chị tôi đã vơi đi phần nào, bởi tôi đã có một món quà kỷ niệm tuyệt vời. Nay Lily đã hơn 3 tuổi, chú chó lớn hơn trước rất nhiều, không còn yếu ớt và non nớt như xưa. Trước chú cố trèo lên bệ cửa rồi lại ngã nhào xuống bãi cỏ, thì giờ đây bốn chân Lily đã thoăn thoắt nhảy lên cái bệ cửa quen thuộc để chào đón tôi về nhà. Lily có thân hình khá mũm mĩm. Càng lớn, bộ lông của chú càng xoăn và mọc dày hơn. Tai chú gần đầu, dài và được bao phủ bởi lớp lông lượn sóng. Hai chân trước và sau nhìn khá cân đối với cơ thể của chú. Bàn chân hình oval khá nhỏ, cũng được phủ một lớp lông nâu trên các ngón chân cong cong. Trông chú như một cục bông màu nâu vậy. Tuy chú nhiều lông nhưng đặc biệt chú không bị rụng lông lung tung ra sàn nhà như những chú chó khác trên, nên chú rất sạch sẽ. Cả nhà tôi yêu chú lắm. Mỗi lần chú chạy loanh quanh thì hai cái tai lắc lắc, cái đầu nghiêng nghiêng, chú thích chọc cả gia đình cười khoái chí. Lily là một chú chó rất thông minh và tinh nghịch. Một lần tôi cùng Lily chạy bộ trong công viên vào buổi sáng. Chú chạy nhảy khắp nơi, dẫm dẫm lên những bệ đá quanh hồ nước đang gợn từng con sóng nhỏ lăn tăn. Bỗng chợt chú ngã nhào xuống hồ nước. Tôi vội vã chạy đến lo lắng không thôi, vì Lily chỉ là chú chó cảnh bình thường và từ trước tới bây giờ không xuống nước. Tôi hoảng hốt nhờ một bác câu cá gần đó giúp đỡ, nhưng thật ngạc nhiên, Lily bơi rất cừ, chú như một động vật, một vận động viên bơi. Nhỏ bé đang đạp đạp hai chân trước, rẽ nước bơi về phía tôi. Người chú ướt nhẹp, những sợi lông bị nước làm cho ẹp xuống, làm lộ ra thân hình nhỏ của chú. Tôi ngẩn người mãi không tin được vì sao Lily lại bơi giỏi đến vậy. Vì bác ngồi câu cá bên bờ có nói rằng Lily nhà tôi là giống chó Pot và rất giỏi bơi lội. Tổ tiên của chú là loài chó săn vịt ở Đức và rất
nổi tiếng với biệt tài săn chim nước. Tôi vui mừng lắm, ôm Lily chạy về nhà để tránh chú bị cảm và khoe với mẹ về thành tích của chú ngày hôm nay. Quả thật là một chú chó cừ khôi. Đối với tôi, Lily là một chú chó rất thân thiện, hiền hòa và thông minh nhất. Chú có thể chơi với tất cả trẻ em xung quanh nhà tôi một cách vui vẻ chứ không dữ dằn như con chó nhà hàng xóm. Chú vậy, chú chạy nhảy nô đùa với những quả bóng màu sắc trong sân vườn nhà tôi vào mỗi sáng chủ nhật đẹp trời. Chú có thể giúp tôi chuyển những vật nhỏ cho cha mẹ mỗi lần làm được nhiều điều tôi yêu cầu. Chú vui thích vẫy cái đuôi dài nhỏ nhắn như muốn tôi khen chú. Ngày ngày Lily rất thích nằm dài sưởi ấm bên bệ cửa quen thuộc của chú. Những tia nắng thu nhàn nhạt nhảy nhót trên bộ lông nâu lượn sóng càng khiến bộ lông của chú mượt mà và nấu bóng chắc khỏe. Gia đình tôi yêu chú lắm. Trên tường phòng khách luôn có những bức ảnh Lily trong từng khoảnh khắc, từ khi chú bé xíu đến khi chú lớn như bây giờ vậy. Tôi yêu Lily. Chú đã trở thành người bạn thân thiết cùng tôi trải qua bao ngày tháng thật đẹp. Mong rằng chú luôn bên tôi. Dẫu ngày mai tôi trưởng thành, trong tôi luôn có dáng hình của một người bạn đặc biệt này. Đó là vừa rồi mình vừa trình bày xong cái bài văn tại chó số 5. Xin hẹn clip sau mình sẽ nói về bài văn số 6. Mến chào các bạn.